vận khí con em ngươi. Hoắc Sâm cùng Tân Bì nội tâm mắng như điên. Muốn tìm danh ngạch là cần vận khí, nhưng muốn bảo trụ danh ngạch không mất đi cần phải có thực lực. Loại tranh đoạt danh ngạch này tuy quy tắc nội quy định không thể ác ý giết người, nhưng chính thức chấp hành cực kỳ khó khăn, giết người cướp của là chuyện bình thường. Đúng rồi, tên thiếu niên có thể so chiêu với cường giả Vũ Tông tên gọi là gì? Có trong đám người này không? Sở Vũ không nhanh không chậm hỏi. Tân Bì cười nhạt nói tên là Lý Vân Tiêu, còn chưa đến. Có lẽ nhìn thấy quá nhiều cường giả, sợ rồi cũng không chừng. Lão Hồ Ly, tiểu bối dám so chiêu với Vũ Tông có thể sợ hãi sao? Hai người khác mắng thầm. Ba người đều có tâm tư, nói chuyện không có hai câu là thực, không phải lừa gạt chính là cãi gọ. Kéo một hồi cũng không có kéo ra chuyện gì là thật cả, dứt khoát không nói thêm cái gì, bắt đầu thưởng thức trà. Chấm chấm chấm. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên hồ vương chiến xa, nhanh chóng bay tới Quỳnh Hoa đảo. Đột nhiên trên bầu trời mây trắng xuất hiện một đạo mây đen, ngay sau đó một đạo thiểm điện xuất kỳ bất ý đánh xuống, đánh thẳng vào chiến xa. Lý Vân tiêu lóe lên, trực tiếp lăng không vượt qua vài bước, lúc này xoay vài vòng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hồ Vương chiến xa bị lôi điện trực tiếp bổ trúng, tự hành khởi động phòng hộ, nhưng thoáng đã bị tiêu diệt, nó phát ra tiếng vang nặng nề rơi xuống mặt đất. Một bóng người lăng không mà đứng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Nhạc cửu lâm, con mẹ nó ngươi tên điên này, lão tử bây giờ đi giúp hỏa ô đế quốc đoạt xanh ngạch, ngươi dám chặn đường ta, không sợ tân bì tới cửa lấy mạng của ngươi sao. Lý Vân Tiêu thấy rõ người tới thì mắng to. Trên mặt nhạc cửu lâm không mang theo chút biểu lộ nào, nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng nói mình vĩ đại như thế, ngươi là kẻ không lợi không dậy sớm, ta ngăn ngươi lại có mục đích rõ ràng. Giao con yêu thú và ngô câu xương tuyết minh ra đây, ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm hàn, tức giận nói. Không có yêu thú trợ trận, ta làm sao đả bại cường giả ba đế quốc tranh đoạt danh ngạch. Chậm trễ đại sự, đừng nói tân bì, sợ là tụ thiên tông cũng sẽ diệt sát ngươi. Nhà cửu lâm lúc này sắc mặt biến hóa, nhưng đảo mắt đã khôi phục như thường, lãnh đạm nói. Dùng thực lực của ngươi, cho dù không có con yêu thú kia, trong đồng lứa có ai địch nổi. Đừng vội nhiều lời, thi đấu tranh đoạt sắp bắt đầu, ngươi giao ra đây, ta không chỉ không làm khó ngươi, ngược lại còn tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, đường này ta tự đi mới tốt, ngươi thật không nhường. Lý Vân Tiêu hai con ngươi chớp lên, thân thể phát lạnh. Trong mắt nhạc cửu lâm hiện ra một tia làm khó, thở dài. Ta thực không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một ít. Ngươi biết rõ, không có khả năng đào thoát khỏi tay của ta, trừ phi bách lý đại nhân xuất hiện lần nữa. Lý Vân Tiêu giận không kềm được, trong lúc đó đồng tử đột nhiên co lại, Mãnh Liệt nhìn qua sau lưng Nhạc Cửu Lâm, kinh hãi nói: "Ngươi, ngươi là tông chủ tụ Thiên Tông Tề Phong?" "Cái gì?" Nhạc Cửu Lâm chấn động, mồ hôi lạnh bao phủ ót của hắn, vội vàng hoảng sợ quay đầu lại, trong nội tâm lạnh buốt. Sau lưng trống rỗng, làm gì có bóng người nào? Lại dám đùa nghịch ta, hẳn ngươi cho rằng có thể trốn thoát." Nhạc Cửu Lâm giận tím mặt, Lý Vân Tiêu lại dám trêu đùa hắn? Mặc dù hắn thoát thân trong nháy mắt, hắn cũng chỉ là vũ quân làm sao có thể thoát được chứ. Hắn vội vàng xoay người lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu không trốn mà tiến tới, thân thể đã tiến tới rất gần, chớp mũi đối phương đã tới trước mặt của hắn. Chi? Ngươi muốn điều gì? Nhạc cửu lâm giật mình, vội vàng lui về sau. Chỉ thấy trên mặt Lý Vân Tiêu mang theo nụ cười cổ quái, trong đầu đột nhiên chấn động. Không tốt, là tinh thần công kích. Đột nhiên thức hải của hắn đau nhức, rất nhiều lực lượng vô hình nhanh chóng rót vào làm cho linh thức của hắn lập tức bị phong bế. Chỉ trong nháy mắt này, bàn tay Lý Vân Tiêu đánh ra một chảo, trong lòng bàn tay có kim sắc hoa đầu văn hiện ra, bao phủ trên người nhà cửu lâm. Đây là cái gì? Nhà cửu lâm dù sao cũng là ngũ tinh vũ hoàng, trong nháy mắt thất thần đã khôi phục lại, trong đôi mắt thanh minh, nhìn thấy một đạo kim quang đang vây khốn mình. Không ngừng có văn tự phong cách cổ xưa hiển hiện, trong nội tâm đầy khiếp sợ, nhưng cũng không bối rối, dù sao thực lực hai người chênh lệch quá lớn hắn chân tĩnh nói ra tu vị không tới còn muốn kháng cự ta biết rõ ngươi ý đồ xấu nhiều át chủ bài cũng không ít nhưng ở trước mặt ta cũng vô dụng Thân sắc lý vân tiêu vốn vô cùng ngưng trọng lập tức nhẹ nhõm khẽ mỉm cười nói không có gì mang ngươi đi nơi tốt đồng tử nhạc cửu lâm hơi co lại đang muốn vận chuyển chân khí đánh tan kim quang và văn tự cổ xưa lại đột nhiên thấy lý vân tiêu đang đọc các âm tiết khó hiểu thân thể của hắn tê dần hắn hóa thành quang mang bị Lý Vân Tiêu thu vào mi tâm. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên trong giới thần bi. Chi? Đây là nơi nào? Nhà cửu lâm hoảng sợ thất sắc, chỉ thấy thiên địa đỏ bừng, nhiệt độ cao không tiêu tan, hắn như đang ở trong lồng hấp. Hắn vội vàng thả thần thức ra, lại hoảng sợ phát hiện nơi đây vô biên vô hạn, kinh hãi nói. Chẳng lẽ là ảo thuật? Đây là ảo thuật gì? Thật mạnh. Ha ha. Một tiếng cười truyền tới, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần xuất hiện trước mặt hắn, cười nói. Đây không phải ảo thuật, về phần là địa phương nào, nơi cho ngươi biết cũng không sao. Bởi vì ta có thể dễ dàng chấn áp ngươi, ngươi đừng hy vọng thoát ra khỏi nơi này. Hắn một tay điểm ra, hỏa diễm hóa thành sợi dây trói buộc nhạc cửu lâm. Cuồng vọng, ngươi chỉ là một vũ quân, cho dù có huyền khí nghịch thiên, chẳng lẽ có thể chấn áp ta hay sao? Trong nội tâm nhạc cửu lâm ẩn ẩn sinh ra lửa giận, hơn nữa nơi đây cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn trông thấy sợi dây bay tới trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý lôi điện chi lực đùng vang lên ầm ầm đánh ra hóa thành vạn đạo lôi quang bao phủ các nơi a à, lôi quang của hắn mới bay ra được vài mét vậy mà vô thanh vô tức biến mất trên không trung thật giống như hỏa diễm gặp được nước phát ra âm thanh tê tê dập tắt sau đó biến mất sạch sẽ chi xảy ra chuyện gì trong nội tâm nhà cửu lâm đại trấn trong mắt mở to như chuông đồng kinh hãi nói. Ảo thuật, đây nhất định là ảo thuật. Nhưng mà không dùng được gì, ta và ngươi có trên lệch to lớn, bất luận ảo thuật gì cũng vô dụng. Vèo, ngay thời điểm hắn không ngừng rong dài, hỏa diễm lao tới trói buộc hắn, cuốn hơn 10 vòng sau đó khóa chặt hắn trên không trung. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, ngón trỏ điểm nhẹ, nhạc cửu lâm lập tức bị trọng lực mấy vạn lần bao phủ, lúc này rơi thẳng xuống hỏa diễm vô biên vô tận phía dưới. Khó có được ngũ tinh vũ hoàng cho thủ hạ ta luyện tập trận pháp chư vị giữ vững tinh thần đi đưa vũ hoàng tới cho các ngươi luyện tập vừa vặn bắt đầu quen thuộc đại trận đấy hỏa xa trên người nhạc cửu lâm biến mất không thấy gì nữa thân thể có thể hoạt động tự nhiên nhưng lúc này trên mặt đất là biển lửa đỏ bừng đột nhiên bộc phát hào quang cực nóng thôn phệ hắn hừ hừ ngươi an tâm đối luyện trong này đi thời gian rất lâu đừng mong đi ra ngoài lý vân tiêu lạnh lùng cười cười thân ảnh này rời khỏi nơi đây dần dần biến mất không thấy gì nữa lần này xem như đủ may mắn giết nhạc cửu lâm trở tay không kịp trực tiếp kéo hắn vào bên trong giới thần bi nếu không thì hắn chẳng có chút phần thắng nào ở bên trong giới thần bi hắn chính là thần linh cho dù vũ đế đi vào cùng phải thành thật bị trấn áp lý vân tiêu kiểm tra hồ vương chiến xa cũng không có bị thương tổn quá lớn lập tức nhanh chóng lao tới quỳnh hoa đảo bên bờ hồ minh tâm tân bì đang đứng ngồi không yên thì thở ra một hơi nhìn thấy thân ảnh ở xa xa thì mỉm cười thỏa mãn Hồ Vương chiến xa không phải thế lực bình thường có thể có được, Lý Vân Tiêu xuất hiện lập tức khiến toàn trường chú ý. Nhìn rõ người tới, những đệ tử xem cuộc chiến thành Thượng Dương ngày đó sắc mặt đại biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ây! Thiếu niên rêu rào này là ai? Giá đỡ thật lớn a. À? Tập này kết thúc ở đây nha! Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé! Cảm ơn các bạn!